hiện tại vẫn còn trên 12.000 m2 mặt cầu cũ. Sau 4 năm khai thác đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, cản trở lưu thông và đe dọa mất an toàn giao thông. Việc bố trí sửa chữa phần diện tích mặt cầu cũ còn lại này trước đây làm lắt nhắt và không kịp thời khiến mặt đường bị phá rất nhanh. Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nếu bố trí vốn để sửa chữa toàn bộ phần diện tích hơn 12.000 m2 còn lại, vì không còn hy vọng gì nữa ở phần mặt cầu cũ này và nay đã có thể tin cậy ở công nghệ và vật liệu của Han Prozer trên diện tích đã được thi công từ suốt 14 tháng qua. Vật liệu Novabond của Han Prozer cho thấy có khả năng dính bám ổn định trong điều kiện làm việc thực tế của mặt cầu Thăng Long. Đại diện công ty Han Prozer trước đây cũng đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho tiến hành cào bóc thảm Novachip 2cm đối với toàn bộ bề mặt cầu để tăng độ êm, đẹp, tăng tốc độ thoát nước và tạo nhám mặt đường.